Hello, hello, hello. Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng đi đánh giá và review chi tiết một em bàn phím cực kỳ hot. Em này mới về bên Boss Gear thôi và nó có những cái tính năng phải nói là siêu hot, siêu màu mè. Thì đó là em RK918 RGB. Vậy em này sẽ có những cái gì đặc biệt? Mình sẽ cùng đi vào đánh giá chi tiết ngay luôn cho các anh em nhé. Ok, let's go. Ok, đầu tiên các bạn nhìn ở trên bàn đây thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là màu trắng và màu đen. Về phiên bản màu đen thì chúng ta sẽ thấy có cái mặt trên toàn bộ màu đen và có cái đế màu trắng. Còn màu trắng thì nó sẽ là full từ màu trắng từ trên xuống dưới luôn. Hôm nay mình sẽ đi review con màu trắng nha các bạn. Tại vì màu đen thì mình review cũng khá là nhiều sản phẩm màu đen rồi. Đó, hôm nay mình sẽ ngoại lệ một chút. Tuy nhiên thì tí nữa mình cũng sẽ quay cho các bạn xem cái đèn LED của em màu trắng cũng như là em màu đen nó sẽ như thế nào để các bạn dễ so sánh. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào review em RK918 RGB màu trắng nhé. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy đập vào mắt mình là một cái bàn phím màu trắng buốt từ trên xuống dưới luôn. Bộ cái cáp màu trắng, cái nền màu trắng và cũng như là cái đế của nó cũng sẽ là màu trắng luôn. Về cái form keycap của em này thì là một form chuẩn rồi, cho nên các bạn yên tâm là có thể mình chơi được tất cả các loại keycap hiện hành ở trên thị trường. Và các bạn có thể nhìn thấy cái phông chữ của em này cũng khá là đẹp, phông chữ nhỏ nhắn, xinh xắn chứ không có như các cái phông chữ tàu, nó sẽ hơi to và nó hơi bự bự một chút để cho đèn LED xuyên qua nhiều. Tuy nhiên thì mình lại rất thích những cái thằng mà có cái phông tiêu chuẩn như thế này, thì nó sẽ có cái cảm giác như là thanh lịch hơn rất là nhiều. Thiết kế của em này thì nhìn phía bên ngoài thì có vẻ là khá là đơn giản vì nó có thiết kế bộ nhỏ gọn, không có thừa ra quá là nhiều. Chúng ta sẽ thấy có một cái logo của thằng RK ở ngay phía trên đây. Cái nền của nó sẽ là bằng bọc kim loại và cái kim loại này nó sẽ không được sơn phủ bên ngoài. Cho nên là nếu mà các bạn không có nối đất PC hoặc là không có đi dép ở trong phòng thì cái khả năng mà bị giật cũng khá là cao. Tuy nhiên thì cái này các bạn nên là mình nối đất PC hoặc là nên đi dép để phòng chống. Tại vì bây giờ các cái bàn phím hầu hết nó đều là làm bằng kim loại. Ngoài ra thì ở phía trên này chúng ta sẽ còn có một cái đặc điểm nổi bật nữa. Đó chính là cái cụm 4 cái phím ở phía này, 4 phím ở phía bên tay phải, phía bên trên thì nó sẽ có những phím như tăng giảm âm lượng này và đồng thời đó là có phím bật tắt nhanh, bàn phím bàn tính đó. Rất là tiện dụng. Và thay vì nó sẽ hiện các cái đèn báo thì nó sẽ thay bằng 4 cái nút này. Và cái 4 nút này thì nó rất là tiện dụng nha các bạn, nó xử lý rất là nhanh. Đó là một cái điểm nổi bật của em này. Về phần keycap của em này thì em này đang sử dụng keycap ABS Double Shot. Với cái hệ thống Double Shot thì các bạn yên tâm là nó sẽ sử dụng trong thời gian dài và sẽ không bao giờ bị bay chữ. Đồng thời sẽ giúp cho chúng ta được xuyên LED lên. Keycap của em này thì làm cũng được khá là dày đấy, cho nên nó sẽ bọc hai lớp nhưng cái lớp ở phía bên trong thì nó sẽ tràn ra xung quanh keycap luôn. Cho nên nó sẽ tăng cái độ dày và cũng như là độ cứng của keycap lên. Một điểm cộng nữa cho em bàn phím này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một cái phần nữa, đó là cái phần đế của em này. Nó rất là dày. Nó dày như vậy là vì nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt là nó sẽ có một cái hệ thống đèn LED nằm ở ngay phần dưới đế đây. Và cái đế của nó sẽ được làm bằng nhựa. Mà nhựa không phải là nhựa trong suốt mà là nhựa đục. Tính như nhựa đục này nó sẽ giúp cho cái đèn LED ở phần đế này nó sẽ tỏa ra rất là đều và nó sẽ lung linh hơn rất là nhiều so với những cái dòng khác. Tí nữa mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng hệ thống đèn LED của em này. Lật hẳn ra mặt sau, chúng ta vẫn sẽ có đó là cái sticker nhà sản xuất ở ngay đây. Hai cái miếng lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím. Hai cái lẫy này thì cũng sẽ được trang bị cái đầu mút cao su ở nằm phía dưới chân lẫy luôn. Và nó sẽ giúp cho cái bàn phím này bám thật là chắc ở trên mặt bàn, không sợ bị dịch chuyển. Rồi chúng ta sẽ có tới 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái chân đế. Chân đế này cũng được làm bằng cao su nhưng mà nó làm dạng tròn và dính rất là chắc vào trong cái mặt sau của bàn phím. Mặt sau bàn phím thì chúng ta sẽ thấy có thiết kế nhựa đục nguyên khối luôn. Tức là nó sẽ không có phần nào mà màu khác mà hoàn toàn là bằng nhựa đục luôn. Chính vì vậy khi mà lên LED thì LED nó sẽ tỏa đều, là rất là đẹp. Về phần dây cáp của em này thì dây cáp của em này bọc nhựa thôi chứ không có bọc dù như những cái thằng bàn phím khác. Tuy nhiên thì nó cũng là nhựa chống rối, có cục chống nhiễu và đầu USB sẽ được mạ vàng, rất là đẹp. Đặc biệt là em này còn có trang bị thêm cả cái băng. Cái băng này để giúp chúng ta quấn dây cho nó gọn gàng. Chúng ta sẽ đi sơ qua về switch của em bàn phím RK này. Em này thì đang sử dụng switch của hãng RK luôn. Nó sẽ là hãng do chính RK sản xuất và nó sẽ có blue switch, red switch và có cả brown nữa, nhưng mà brown hay black nữa, nhưng mà mình sẽ không nhập là brown hay là black mà hiện tại bên mình chỉ có hai dòng, đó là red switch và blue switch mà thôi. Riêng màu trắng thì nó chỉ có phiên bản đó là blue switch nha các bạn. Về cái phím cái switch của RK này thì nó sẽ có cái hình vuông ở xung quanh đây,
cái hình vuông này sẽ giúp cho cái switch này nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ không bị lung lay như những cái switch khác, và nó sẽ cũng cho hạn chế bụi lọt vào trong switch. Về cái độ bền công bố thì của nhà sản xuất là 50 triệu lượt nhấn, còn cái này thì mình phải đợi một thời gian thì mới biết được. Ok, vậy bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần mà làm nổi bật nhất em bàn phím này, đó chính là cái phần đèn LED. Thì cái hệ thống đèn LED của em này sẽ là hệ thống RGB 16,8 triệu màu. Bây giờ mình sẽ tắt đèn đi để mình lên LED em này nhé. Và đây là chiếc bàn phím của chúng ta khi mà đã được cắm vào trong máy. Hệ thống đèn LED của em này lên cực kỳ là đẹp. Đó, đầu tiên đập vào mắt chúng ta sẽ thấy có hệ thống đèn LED RGB chạy dọc thẻ bàn phím như thế này. Và ở phía dưới chân, tức là dưới đế đây, thì các bạn có thể thấy có một cái dải đèn LED nữa. Và cái dải đèn LED này nó sẽ là chạy dọc xung quanh bàn phím luôn, chứ nó không phải là chạy phía trên, phía dưới hay là hai bên ngang, nó chạy xung quanh luôn. Đó, cả phía trên này cũng có đèn LED luôn. Và cái hệ thống đèn LED ở phía viền này nó rất là mượt. Và chúng ta còn có thể chuyển đổi các cái chế độ LED của em dưới chân này nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua một chút về cái hệ thống đèn LED của em này nhé. Thì để chỉnh hệ thống đèn LED em này, nếu mà các bạn muốn chuyển đổi các cái chế độ đèn LED ở phía mặt trên, thì chúng ta ấn FN cộng với lại các nút như là Insert, Home hay là Pay Up, Dial End. Thì mỗi cái này nó sẽ có một vài cái chế độ đèn LED như thế này. Đấy, thì các bạn cứ bấm thôi. Thì khi nào các bạn thấy nó lặp lại cái hệ thống cũ thì là đã hết rồi. Và nó mỗi nút này nó có hình như là khoảng tầm 4 đến 5 chế độ, có rất là nhiều chế độ. Cho nên là mình sẽ không có nói ở chi tiết ở đây, mà tí nữa mình sẽ cho các bạn xem video. Để tăng tốc độ LED thì chúng ta ấn FN cộng với nút qua bên phải, hoặc là tăng độ sáng thì FN nút lên, giảm độ sáng thì FN nút xuống. Đó. Khi nào mà hết cỡ thì nó sẽ nhấp nháy lên cho chúng ta, báo cho chúng ta biết là đã maximum. Rồi, vậy chúng ta sẽ qua cái phần đèn LED ở phía viền để mình tắt cái đèn LED ở phía trên đi cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Ở đèn LED ở phía viền thì chúng ta sẽ có hai nút chính, đó là FN cộng với lại Pay Down ở phía dưới đây. Thì nếu như mà chúng ta ấn cái này thì nó sẽ đổi cái chế độ đèn LED. Khi mình ấn thì nó sẽ chuyển sang chế độ đó là thay vì chạy xung quanh thì nó sẽ chạy từ giữa tỏa ra hai bên. Và chúng ta cũng có thể đổi chiều bằng cách FN cộng với lại nút Power ở trên này. Đó, thì nó sẽ chạy từ hai bên tỏa vào trong. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể đổi sang chế độ đó là LED một màu như thế này. Đây là chế độ neon, nó sáng im và nó sẽ đổi lần lượt 7 màu. Nhìn rất là đẹp, rất là mượt mà luôn. Và chế độ blinking, tức là chế độ sẽ là chớp tắt. Cái này thì mình cũng có thể đổi màu được nha các bạn. Nó sẽ tự động chớp tắt. Nếu như mình muốn đổi màu thì ấn FN cộng với là nút bao để mình đổi màu. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ đó là sáng im một màu như thế này. Và chúng ta cũng có thể đổi màu luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Nói chung về cái hệ thống đèn LED viền của em này thì phải nói là số dắt rồi. Chưa thấy em nào có thể vượt qua được. Đó, và ngoài ra chúng ta còn có thêm một chế độ nữa là tắt LED hoàn toàn luôn. Thì các bạn thấy thì nó sẽ không còn LED chạy viền nữa, để tránh cho trường hợp mà các bạn không muốn bị chói mắt khi mà đang sử dụng chơi game. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect. Ok, như vậy là mình đã đi qua cái hệ thống đèn LED của em này. Bây giờ mình sẽ test cái tiếng gõ của em này, đồng thời cũng sẽ test luôn cho các bạn cái lực nhấn cũng như là cảm giác của em này nhé. Rồi, mình đã đưa mic về phía gần chiếc bàn phím. Thì bàn phím này đang sử dụng đó là Blue Switch, chứ còn Red Switch thì tiếng gõ của nó không cần phải test nhiều, mà chỉ là mình test Blue Switch thôi. Tại vì Red Switch thì gõ nó sẽ không có clicky. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé.
tiếng click kia của em này thì nó không thực sự là quá to, nhưng mà nó đủ vừa để chúng ta có thể nghe tiếng lách tách đây. Đó, nghe rất là êm tai. Và bù lại thì chúng ta còn có thêm một cái nữa, đó là những cái nút như là nút cắt này, nút shift hay là nút enter, nút back, những nút dài thì cho cái cảm giác rất là cứng cáp và không có hiện tượng lỏng lẻo như những cái bàn phím giá rẻ khác. Đồng thời là nó cũng không có phát tiếng lọc sọc như là có tiếng loa xo, chứng tỏ là cái bui về staff của em này khá là ổn định. Ok, như vậy là mình đã vừa đi đánh giá chi tiết em bàn phím RK918 RGB. Em này hiện tại bên shop mình đang bán giá khoảng tầm 1 triệu. Và với 1 triệu thì các bạn có thể nhìn thấy, các bạn có thể thấy được những cái ưu điểm nổi bật của em này. Đó chính là cái hệ thống đèn LED cực kỳ bá đạo, phải nói là quá là đẹp. Riêng cái hệ thống đèn LED này mình chỉ cần để chân thôi là cũng đủ cho bao nhiêu người phải khiếp sợ rồi và lóa cả mắt luôn. Về cái hệ thống bui của nó thì tuy nó bui bằng khung viền bằng nhựa thôi, nhưng mà nó vẫn rất là cực kỳ là chắc chắn nha các bạn, chứ không hề có hiện tượng đó là bị cong vân hay là bị flash. Và nó cũng có cái nhược điểm, đó là cái khung này là bằng, cái mặt trên này là bằng kim loại, cho nên nó sẽ có hiện tượng giật nếu như các bạn chưa có đi chưa có nối đất PC, hoặc là cái PC của mình nó bị rò điện thì nó rất là dễ bị giật. Ngoài ra thì em này còn có rất là nhiều cái ưu điểm mà mình cần phải để ý tới, đặc biệt đó là cái bộ keycap của nó khá là đẹp, rất là dày và cứng cáp, đồng thời là phong chuẩn, có thể mình chơi keycap thoải mái. Như những em này mà mình chơi những cái bộ keycap như keycap trong suốt hay là keycap cloud thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Và cái switch của em này cũng bui khá là chắc, khi mình gõ thì nó cũng rất là đầm tay. Đó, cho nên là các bạn có thể thấy với 1 triệu thì như em này là quá là ổn luôn. Các bạn thấy như thế nào về chiếc bàn phím này? Hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và share video giúp mình. Các bạn có thể nhấp vào cái video ở phía bên tay trái đây, hoặc là video phía bên tay phải đây, để xem thêm các video của mình về chiếc, những cái gaming gear bên Boss Gear. Ngoài ra thì các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!